thân mến chào quý vị và các bạn sư thầy xác minh luật một người tu hành trẻ tuổi đã từng thu hút sự quan tâm và tín nhiệm từ đông đảo phật tử và giới trẻ sư thầy không chỉ có sự giác ngộ sớm với phật pháp mà còn tỏ ra uyên bác và trí tuệ trong việc truyền đạt những bài giảng về đạo phật nhờ những bài giảng gần gũi và mang hơi hướng tuổi trẻ sư thầy đã giúp rất nhiều bạn thuộc thế hệ 9 x thế hệ 2000 và thậm chí là các bạn nhỏ sinh sau những năm 2010 tiếp cận gần hơn với Phật Pháp. Không chỉ là một nhà tu hành, sư thầy còn là tác giả của nhiều cuốn sách hay về nhân sinh và con đường tu hành thành công. Tuy nhiên, bất ngờ đến từ việc sư thầy bị cấm giảng, điều này đã khiến nhiều người tò mò và băn khoăn. Trên kênh youtube của tôi, chúng tôi sẽ giúp quý vị và các bạn tìm hiểu rõ hơn về tiểu sử, quá trình tu hành của sư thầy và đặc biệt là lý do mà sư thầy xác minh luật bị cấm giảng. Chúng tôi hân hạnh được chia sẻ thông tin chi tiết trong video sau. Trong dòng chảy của thế giới hiện đại, nơi mà áp lực và hỗn loạn thường trở thành quen thuộc, sư thầy xác minh luật là một hình mẫu đầy sáng ngời của sự tĩnh tâm và tri thức sinh ra vào những ngày nắng đẹp của tháng 5 năm 1992 tại một ngôi làng nhỏ bên bờ biển Bình Thuận. Thầy đã từng bước khám phá hành trình của mình trong giới tu hành. Ngay từ tuổi nhỏ, sư thầy đã thể hiện dấu vết của một tâm hồn tìm kiếm, một tâm linh sâu sắc và sự hiểu biết về pháp môn Phật Pháp. Tại Phật xá Ngọc Minh, một ngôi chùa yên bình giữa dòng đời náo nhiệt, thầy bắt đầu bước chân vào con đường tu tập dưới sự hướng dẫn của các vị cao niên và những người trưởng lão khôn ngoan thầy từng bước vững vàng trên con đường của sự giác ngộ với tư cách là một trong những tu sĩ trẻ tuổi nhưng sâu sắc và đầy tri thức thầy đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới trẻ những buổi giảng đạo về phật pháp của thầy không chỉ là những bài học về tri thức tâm linh mà còn là những cuộc trò chuyện gần gũi mang đậm hơi thở của tuổi trẻ bằng sự uyên bác và trí tuệ của mình, sư thầy đã làm dạng danh Phật Pháp, đặc biệt là trong lòng giới trẻ. Từ thế hệ 9X cho đến những người sinh sau những năm 2010, thầy đã mở ra cánh cửa của tri thức và của sự giác ngộ cho hàng ngàn tâm hồn trẻ trên khắp đất nước. Không chỉ dừng lại ở những bài giảng trên bục, sư thầy còn truyền bá tri thức qua những cuốn sách, những tác phẩm về nhân sinh, về con đường tu hành thành công do Thầy sáng tác không chỉ là nguồn cảm hứng mà còn là hướng dẫn thực tiễn cho những ai đang tìm ý nghĩa của cuộc sống. Tuy nhiên, mặc dù được lòng của nhiều người, Sư Thầy xác minh luật lại phải đối mặt với những khó khăn không ngờ. Đằng sau vẻ bề ngoài hào nhoáng và uyên bác là bóng tối của sự cấm đoán. Câu chuyện về việc Thầy bị cấm giảng pháp đã trở thành đề tài nóng bỏng trên mạng và trong cộng đồng tín đồ phật giáo việc sư thầy xác minh luật bị cấm thuyết giảng đã gây ra nhiều sự hoài nghi và tranh cãi trong cộng đồng phật tử tuy nhiên nguyên nhân cụ thể của quyết định này vẫn còn bao mùa và việc này đã làm cho nhiều người tò mò và tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này theo một số nguồn tin quyết định cấm giảng của giáo hội phật giáo việt nam tại một số địa phương được cho là có liên quan đến nội dung các bài giảng của sư thầy cụ thể có thông tin cho rằng sư thầy đã thuyết giảng quá nhiều về đề tài tình yêu, một chủ đề mà nhiều người cho là không phù hợp với các tu sĩ. Tuy nhiên, không có sự thống nhất trong thông tin này và nhiều tín đồ Phật giáo vẫn cảm thấy hoang mang và không hiểu rõ lý do chính xác mà sư thầy bị cấm giảng. Một số đã liên hệ với cơ quan chức năng hoặc các tổ chức Phật giáo để tìm hiểu thêm nhưng không có thông tin chính thức nào được công bố. Ban biên tập của một cổng thông tin chính thống đã xác nhận rằng họ không nhận được bất kỳ thông tin nào liên quan đến việc cấm giảng của sư thầy. Điều này gây ra nhiều nghi ngờ và lo lắng từ phía cộng đồng Phật tử, đặc biệt là những người hâm mộ và tín đồ của sư thầy. Trong bối cảnh này, nhiều người đặt ra câu hỏi quan trọng về tính hợp pháp của quyết định cấm giảng. Liệu sư thầy xác minh luật có vi phạm pháp luật hay không có phải là do ông đã châm ngòi cho những tranh cãi hoặc xung đột trong cộng đồng phật tử những câu hỏi này càng làm tăng thêm sự bất an và lo lắng trong cộng đồng thậm chí có những lo ngại rằng việc cấm giảng của sư thầy có thể là một biểu hiện của sự hạn chế tự do ngôn luận và quyền lợi của công dân trong một đất nước được xem là dân chủ việc này có thể gây ra nhiều tranh cãi và phản đối từ phía di luận. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng việc xem xét nội dung các bài giảng của sư thầy là điều cần thiết. Mỗi vị giảng sư cần phải căn cứ vào đối tượng người nghe và mục đích giảng dạy của mình để đảm bảo rằng thông điệp được truyền đạt là phù hợp và tích cực. Trong một xã hội đang phát triển và tiến bộ, việc đảm bảo sự đa dạng và tự do ngôn luận là rất quan trọng các quyết định như việc cấm giảng của sư thầy xác minh luật nên được xem xét một cách cẩn thận và minh bạch để đảm bảo rằng không có quyền lợi hoặc tự do cơ bản nào bị vi phạm. Trong cuộc sống, có những biến cố đầy bí ẩn và gây nhiều tranh cãi và việc sư thầy xác minh luật bị cấm giảng không phải là một ngoại lệ, dường như cái gì đó nằm sâu trong bóng tối, mờ ám và khó lường khiến cho nhiều người hoài nghi và tò mò quyết định cấm giảng của giáo hội phật giáo việt nam tại một số địa phương đang là tâm điểm của sự chú ý của cả cộng đồng tín đồ phật giáo tuy nhiên nguyên nhân cụ thể của quyết định này vẫn chưa được làm sáng tỏ một số nguồn tin cho rằng quyết định này có thể liên quan đến nội dung của các bài giảng của sư thầy cụ thể có những đồn đoán cho rằng sư thầy đã thuyết giảng quá nhiều về đề tài tình yêu, một chủ đề được coi là không phù hợp với người xuất gia. Tuy nhiên, chưa có thông tin chính thức nào được công bố từ Giáo hội Phật giáo Việt Nam về lý do cụ thể của việc cấm giảng. Trong một cộng đồng có tính đa dạng tôn giáo như Việt Nam, việc cấm giảng của sư thầy đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều và tranh cãi. Một số tín đồ cảm thấy rằng quyết định này có thể là không công bằng và vi phạm quyền tự do ngôn luận trong khi đó một số khác tin rằng việc xem xét nội dung của các bài giảng là điều cần thiết để bảo vệ tính thiêng liêng và uy tín của phật giáo những câu hỏi về tính hợp pháp và tính logic của quyết định cấm giảng càng khiến cho tình hình trở nên phức tạp hơn liệu sư thầy xác minh luật có vi phạm pháp luật hay không có phải việc cấm giảng này là do sự không đồng ý về nội dung của các bài giảng hay là do những lý do khác Mặc dù vẫn chưa có câu trả lời chính xác, nhưng sự hoài nghi và lo lắng từ cộng đồng vẫn tiếp tục tăng lên. Mọi người đang mong chờ một giải đáp minh bạch và công bằng từ Giáo hội Phật giáo Việt Nam về vấn đề này. Trong bối cảnh này, việc bảo vệ quyền tự do ngôn luận và tính minh bạch trong quyết định của các tổ chức tôn giáo trở nên càng quan trọng hơn bao giờ hết. Đồng thời, sự đa dạng của các quan điểm và giáo lý trong tôn giáo cũng cần được tôn trọng và bảo vệ. Trong tất cả các tranh luận và hoài nghi, một điều rõ ràng là cần sự minh bạch và đối thoại mở cửa từ cả hai phía. Chỉ khi đó, cộng đồng mới có thể tìm ra giải pháp phù hợp và tiến bộ trong việc giải quyết vấn đề này. Trong bối cảnh của một đất nước đang trải qua sự phát triển và thay đổi không ngừng, việc cấm giảng của sư thầy xác minh luật đã gây ra nhiều tranh cãi và ý kiến trái chiều trong cộng đồng phật tử và dư luận dù vậy mặc dù đã có nhiều đồn đoán và suy đoán về nguyên nhân cụ thể của quyết định này nhưng vẫn chưa có thông tin chính thức được công bố theo một số nguồn tin việc cấm giảng có thể liên quan đến nội dung của các bài giảng của sư thầy đặc biệt là vấn đề về đề tài tình yêu một chủ đề gây tranh cãi và không phù hợp với người xuất gia trong cộng đồng phật tử tuy nhiên Thông tin này vẫn chưa được xác nhận và là một trong những điểm nổi bật trong sự mơ hồ và không rõ ràng của tình hình. Sự hoài nghi và lo ngại từ cộng đồng Phật tử càng tăng lên khi không có lời giải thích chính thức từ Phật hội giáo Việt Nam. Về lý do cụ thể của quyết định này, một số người cho rằng việc cấm giảng có thể vi phạm quyền tự do ngôn luận và quyền lợi của công dân, trong khi một số khác tin rằng việc này có thể là cần thiết để bảo vệ uy tín và linh thiêng của Phật giáo, trong tất cả các tranh luận và ý kiến trái chiều, điều quan trọng là cần có sự minh bạch và đối thoại từ cả hai phía. Cộng đồng cần một giải thích rõ ràng và công bằng từ Giáo hội Phật giáo Việt Nam về lý do cụ thể của việc cấm giảng này để có thể đưa ra các biện pháp giải quyết phù hợp và xây dựng được lòng tin trong cộng đồng Phật tử. Trong khi đó, việc bảo vệ quyền tự do ngôn luận và đảm bảo tính minh bạch trong quyết định của các tổ chức tôn giáo là vô cùng quan trọng. Đồng thời, sự đa dạng và linh thiêng của các quan điểm trong tôn giáo cũng cần được tôn trọng và bảo vệ. Tóm lại, việc cấm giảng của sư thầy xác minh luật không chỉ là một vấn đề của cộng đồng Phật tử, mà còn là một vấn đề của tự do ngôn luận và quyền lợi của công dân. Để giải quyết tình hình này một cách công bằng và minh bạch, sự đối thoại và hợp tác từ cả hai phía là cần thiết chỉ khi đó cộng đồng mới có thể tìm ra giải pháp phù hợp và xây dựng một tương lai tốt đẹp cho tôn giáo và xã hội chúng tôi rất mong muốn nhận được ý kiến từ mọi người về nội dung của video hãy để lại bình luận của bạn dưới đây để chúng tôi có thể hiểu rõ hơn về quan điểm và ý kiến của cộng đồng bạn cũng có thể nhấn like cho những bình luận mà bạn đồng ý để chúng tôi biết được những ý kiến phổ biến và tiếp tục phát triển kênh youtube của chúng tôi theo hướng mà mọi người mong muốn xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ và tham gia vào cộng đồng của chúng tôi